Tiếp tục khuyến khích và tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu của đề án cổ đô khởi nghiệp. Trước khi diễn ra lễ tổng kết trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp gỡ và đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã thẳng thắn cởi mở trao đổi và gợi mở nhiều vấn đề để cộng đồng khởi nghiệp chia sẻ, góp ý nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương phát triển. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ khẳng định, những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Trao đổi với cộng đồng khởi nghiệp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị trong quá trình thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có sự chủ động trao đổi gắn kết từ hai phía là chính quyền và những người khởi nghiệp. Chủ tịch cho rằng bên cạnh việc chính quyền đưa ra cả khung chính sách, cơ chế để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp thì đổi lại doanh nghiệp phải chủ động có ý tưởng, dự án, giải pháp và tham vọng làm giàu. Chỉ có như vậy, hai bên cùng đồng hành để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như hoạt động khởi nghiệp phải thực sự phục vụ lại cho sự phát triển kinh tế của quê hương đất nước. Thẳng thắn trao đổi với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nhiều start-up cũng như cộng đồng khởi nghiệp tham gia nhiều vấn đề liên quan như mô hình nào, giải pháp gì để phát triển thành phố sáng tạo, chính sách hỗ trợ cụ thể cho phát triển trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng 4.0, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển mô hình nông nghiệp, du lịch ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp. Tiếp nhận các ý kiến chia sẻ từ cộng đồng khởi nghiệp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, đây là những chia sẻ hết sức có ý nghĩa để lãnh đạo tỉnh tiếp tục có những quyết sách đúng đắn trong thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và bền vững.